Trước khi đến với cơ sở Hoàng Quốc Thọng thì nói đau thì đau nhiều lắm, vai gãy hai tay bị tê, bị không đi được xe máy, không nắm xe được xe máy á, không chạy đâu được, tay tê tê chân phải hơn nhiều hơn. Trước khi đến đây thì nó không ngủ đúng, phải ít ngủ lắm, Ít ít ngủ. một một ngày chỉ ngủ được vài tiếng thôi. Hắn hắn nhức đầu mà khó chịu, đau phải đau, hắn kiểu hắn rối loạn á, hắn khó ngủ. Đi chụp phim thì họ nói là bị gãy cái cột sống á, cột Gãy cột sống sống cổ. mấy độ đó thì chị cũng nhớ lắm. Vậy lại là thắt lưng, thắt lưng thì bị vôi hóa, Đấy. vôi hóa. Tức là cái hình thành gãy ở cột sống có nghĩa là cái quá trình thoái hóa của mình nó đã diễn ra rất là lâu rồi đấy chị ạ. Được nhân viên của cơ sở Hoàng Quốc Thọng là tư vấn cho, rồi là cho trải nghiệm. Cho trải nghiệm thì mới đâu trải nghiệm đâu thì mới vai cãi thôi. Nhưng mà chị cũng cảm nhận được là cái buổi trải nghiệm đó thì về về ngủ hẳn khoảng được 70% rồi. 70%. Tức là thấy mình chạy được đâu này, mình tự đi xe không phải ai chở này, là thấy khỏe rồi Rồi, tức đó. là những động tác hoàn toàn là mình có thể tự thực hiện Tự được thực đúng hiện tự túc được rồi, không? Và cho đến nay là cái liệu trình của chị đã kết thúc 6 tháng. 6 Thì tháng chị thấy những cái dấu hiệu đó có bị tái trở lại nữa không? có cái dâu đấy này, có cái dâu này chị mua ở cái dâu sở hàng của tổng đấy. Thì buổi chiều là chuyển đau thì chị xóa hết ngay mái, thì là đờ dần Đúng nó rồi. sống 3 ngày thì đờ, Tuyệt nói vời. chuyện không hẳn nhưng mà khoảng 80% duy trì sức khỏe là được. 80.